Sơn Tùng cập nhật story, dân mạng soi ngay ra bằng chứng sống chung nhà với Thiều Bảo Trâm. Các bạn đang quay trở lại với kênh tin tức giải trí DNews. Mới đây, Sơn Tùng đã đăng tải một hình ảnh mới trên story của mình. Đó là một ảnh chụp ba chú gấu trang trí, hai đen một trắng được chế tác theo phong cách Nhật Bản, kèm theo một câu tiếng Nhật với nội dung "Mọi chuyện đều ổn". Sẽ không là gì nếu giọng ca hãy trao cho anh cập nhật những bức hình ảnh mang tính nghệ thuật trên trang cá nhân của mình. Nhưng đáng chú ý, một số dân mạng đã soi ngay ra việc những chú gấu đã từng xuất hiện trong ảnh chụp tại nhà của Thiều Bảo Trâm. Cụ thể, trong một tấm ảnh cũ của Thiều Bảo Trâm, fan phát hiện 2/3 chú gấu giống hệt như trong ảnh của Sơn Tùng xuất hiện ở đầu giường của nữ ca sĩ. Ngay lập tức, nhiều người hâm mộ đã thích thú phỏng đoán rằng cả hai đang sống chung một nhà. Trước đó, Sơn Tùng và Thiều Bảo Trâm từng 5 lần 7 lượt lộ bằng chứng hẹn hò. Tuy nhiên, suốt 7 năm dòng vừa qua, cả hai vẫn chưa một lần chính thức công khai hay nói về mối quan hệ của mình với công chúng. Mặt khác, fan của cả hai thì vẫn tích cực đẩy thuyền và ủng hộ nếu như chuyện tình giữa cặp đôi là sự thật. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý trong ngày. Các bạn đừng quên bật chuông thông báo kênh tin tức giải trí DNews để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất mỗi ngày.